Quý vị đang theo dõi điểm tin bất động sản tuần cùng Rich Nguyễn, được phát sóng vào 19h30 phút thứ 6 hàng tuần. Sau đây là những nội dung đáng chú ý từ ngày 3 tháng 6 năm 2023 đến 9 tháng 6 năm 2023. Giới đầu tư Mỹ từ bỏ hy vọng Fed hạ lãi suất trong năm nay. Xuất nhập khẩu của Việt Nam liên tục lao dốc. Nghịch cảnh mắc kẹt thanh khoản, chủ nhà phố vẫn hét giá rất cao, dù bán không được, người mua thì sợ hớ. Thứ trưởng Bộ Xây dựng cương quyết thu hồi nhà ở xã hội bán không đúng đối tượng. Doanh nghiệp đón chờ giảm 2% thuế VAT. Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, Quảng Ninh xin trả lại vốn. Giới đầu tư Mỹ từ bỏ hy vọng Fed hạ lãi suất trong năm nay. Thị trường phái sinh đang kỳ vọng lãi suất chính sách của Fed ở mức 5% vào cuối năm nay. Tháng trước, kỳ vọng còn ở mức khoảng hơn 4%. Sức mạnh bền bỉ của nền kinh tế Mỹ đã làm chệch hướng những đặt cược ở phố Wall rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Thời gian qua, sự đặt cược đó đã là một nhân tố quan trọng cho sự phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ từ đầu năm. Tờ Wall Street Journal dẫn dữ liệu từ trang TradeWeb cho biết, thị trường phái sinh đang kỳ vọng lãi suất chính sách của Fed ở mức 5% vào cuối năm nay. Tháng trước, kỳ vọng còn ở mức khoảng hơn 4%, sau 10 lần tăng liên tiếp kể từ tháng 3 năm ngoái tới nay, lãi suất Fed hiện đang ở mức 5-5,25%. Một số nhà đầu tư và chuyên gia nói rằng nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất trong nửa sau của năm nay, đó sẽ là một trở ngại đối với thị trường chứng khoán, ngay cả khi nền kinh tế vẫn vững và các doanh nghiệp niêm yết duy trì được tỷ suất lợi nhuận. Nhiều người nhấn mạnh rằng phần lớn các nhóm cổ phiếu ngành ở phố Wall năm nay đều cho thấy sự suy yếu, ngay cả khi các chỉ số chính đi lên. Mặc nguy cơ có suy thoái, khả năng lãi đậm nếu nền kinh tế tránh được suy thoái đã thu hút nhiều nhà đầu tư tiếp tục rót vốn vào những tài sản có độ rủi ro cao hơn. Theo giám đốc phụ trách mảng trái phiếu tín nhiệm thấp của ngân hàng Wells Fargo, ông John Gregory, có đủ dữ liệu kinh tế tích cực để mọi người tiếp tục tin rằng nền kinh tế có thể hạ cánh mềm. Nếu điều đó là đúng, nhà đầu tư cảm thấy họ cần phải triển khai vốn. Tuy nhiên, rủi ro đối với họ nằm ở chỗ, nếu xảy ra suy thoái thật, cuộc suy thoái đó có thể nghiêm trọng hơn dự báo, ông Gregory nhấn mạnh. Xuất nhập khẩu của Việt Nam liên tục lao dốc. Tổng cục Hải quan vừa cho biết, trong 5 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước chỉ đạt 260,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 15,3%, tương ứng giảm hơn 47 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 135,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 12,3%, nhập khẩu đạt 125,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 18,4%. Nguyên nhân do các nền kinh tế lớn là đối tác xuất khẩu của Việt Nam như Mỹ, Liên minh châu Âu, EU giảm chi tiêu mua sắm, khiến khối lượng đơn đặt hàng giảm mạnh, đặc biệt đối với các ngành như dệt may, da giày, sản xuất giường tủ, bàn ghế, sản xuất kim loại. Chiến sự tại Nga-Ukraine cũng tác động lớn tới kinh tế thế giới, cùng với sự thắt chặt chính sách tiền tệ dẫn đến người tiêu dùng chi tiêu hạn chế. Đáng chú ý, trong 5 tháng đầu năm, lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận số doanh nghiệp tạm thời và vĩnh viễn rút lui khỏi thị trường, cao hơn số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường. Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất nhập khẩu thuế giảm mạnh như nguyên liệu, máy móc thiết bị, than, hóa chất và sản phẩm hóa chất, chất dẻo, sắt thép, nguyên phụ liệu dệt may, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô. Ngoài ra, nhóm xăng dầu nhập khẩu chỉ đạt 3,2 triệu tấn, trị giá đạt 2,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,2% về lượng và giảm 19,6% về trị giá, làm giảm thu gần 3.200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Nghịch cảnh mắc kẹt thanh khoản, chủ nhà phố vẫn hét giá rất cao, dù bán không được, người mua thì sợ hớ. Hiện tại, nguồn cung bất động sản khá nhiều, bên cạnh các căn nhà giảm giá hoặc bán lỗ để ra hàng, thì không ít chủ nhà vẫn giao bán nhà phố với giá rất cao, dù biết thị trường trầm lắng thanh khoản. Ở chiều ngược lại, tâm lý người mua cũng sợ mua hớ. Người mua hiện nay đi mua bất động sản trong trạng thái muốn mua và phải mua thật rẻ. Sự kỳ vọng này còn lớn hơn chủ nhà. Vì vậy, thị trường bất động sản nói chung, phân khúc nhà phố nói riêng đang diễn ra nghịch cảnh. Người muốn bán, kẻ muốn mua nhưng chưa đi đến giao dịch vì kỳ vọng của mỗi bên chưa gặp nhau. Về phía khách mua, việc liên tục ép chủ nhà nằm chờ bất động sản ngộp cũng làm mất cơ hội mua được bất động sản ưng ý, hoặc bất động sản đó có thể đã bị người khác mua mất. Chưa kể khi thị trường hồi phục, cơ hội người mua thương lượng với chủ nhà khó hơn hiện tại. Lúc đó chủ nhà được giá mới bán, không bán gấp. Tiền mặt nhà đầu tư đang cầm có thể mất giá, trượt giá. Để bắt đáy hay dò đáy bất động sản theo nhiều chuyên gia trong ngành, điều này là rất khó. Chu kỳ của bất động sản không như trước đây, thậm chí những năm qua không đi theo một quy luật nào. Thực tế, thị trường bất động sản đã đi xuống khá nhanh sau dịch và hiện đang có những diễn biến khó hiểu ở các phân khúc thị trường. Thứ trưởng Bộ Xây dựng cương quyết thu hồi nhà ở xã hội bán không đúng đối tượng.
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thời gian qua, Bộ đã yêu cầu các địa phương nơi có xảy ra hiện tượng trên có thanh tra kiểm tra, ra soát lại, làm rõ và trên cơ sở đó có khắc phục, chấn chỉnh xử lý kịp thời. Nếu phát hiện sai, bán không đúng đối tượng thì cương quyết phải thu hồi. Tại phiên họp báo cáo chính phủ thường kỳ, trả lời báo chí về vấn đề cò mồi lợi dụng sự khan hiếm của nhà ở xã hội để bán kiếm tiền chênh lệch, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thời gian qua các chính sách liên quan đến nhà ở xã hội đã được quan tâm triển khai với nhiều chính sách ưu đãi tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp tiếp cận nhà ở tốt hơn. Chính sách ưu đãi được Chính phủ, Quốc hội ban hành cùng các quy định pháp luật liên quan đến việc xác định rõ đối tượng được thụ hưởng, các điều kiện tiêu chí được mua, thuê nhà ở xã hội hết sức công khai, minh bạch để người thu nhập thấp được hưởng đúng các ưu đãi của chính sách này và tránh trục lợi chính sách. Mặc dù vậy, thời gian qua, tại một số dự án ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đắk Lắk, qua báo chí phản ánh có hiện tượng có đối tượng trung gian cò mồi, lợi dụng sự khan hiếm nhà ở xã hội đã giao bán trên mạng xã hội. Chúng tôi xác định hành vi này thực hiện chưa đúng quy định. Thời gian qua, chúng tôi đã yêu cầu các địa phương nơi có xảy ra hiện tượng trên có thanh tra kiểm tra ra soát lại, làm rõ và trên cơ sở đó có khắc phục, chấn chỉnh xử lý kịp thời. Nếu phát hiện sai, bán không đúng đối tượng thì cương quyết phải thu hồi, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh. Doanh nghiệp đón chờ giảm 2% thuế VAT. Cộng đồng doanh nghiệp đang mong đợi đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT được Quốc hội thông qua để có thêm nguồn trợ lực cho sản xuất kinh doanh. Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Chính phủ đã trình Quốc hội tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm nay. Chuỗi siêu thị trung bình mỗi tháng có hơn 1 triệu khách hàng tiêu thụ hơn 30.000 mặt hàng. Đại diện doanh nghiệp cho rằng nếu tiếp tục được giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng như nghị quyết 43 của Quốc hội sẽ gián tiếp làm gia tăng doanh thu cho các nhà sản xuất và phân phối hàng hóa. Giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8% sẽ làm giảm giá bán, góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân khi tiêu dùng hàng hóa dịch vụ. Qua đó sẽ kích cầu tiêu dùng trong nước, làm tăng tổng mức bán lẻ và góp phần kiềm chế lạm phát. Nếu áp dụng trong 6 tháng cuối năm thì dự kiến ngân sách nhà nước sẽ giảm thu khoảng 24.000 tỷ đồng. Đây là chính sách hỗ trợ thiết thực và đi ngay vào cuộc sống khi được Quốc hội thông qua. Trong bối cảnh xuất khẩu đang gặp khó khăn, việc giảm thuế giá trị gia tăng sẽ góp phần giảm giá thành hàng hóa dịch vụ, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế trong năm nay. Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, Quảng Ninh xin trả lại vốn. Tính đến hết tháng 5 năm 2023, ước giải ngân vốn đầu tư công đạt 22,22% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 41.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 3 tháng 6. Tính đến 25 tháng 5 năm 2023, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã giao chi tiết kế hoạch năm 2023 là gần 629.000 tỷ đồng, đạt 88,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Như vậy, vẫn còn lại hơn 78.000 tỷ đồng vốn chưa được phân bổ chi tiết, chiếm 11,1% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là hơn 36.577 tỷ đồng của 27 trên 51 bộ cơ quan trung ương và 42 trên 63 địa phương. Vốn cân đối ngân sách địa phương là trên 41.688 tỷ đồng của 16 trên 63 địa phương. Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, nguyên nhân của việc còn một số lượng không nhỏ vốn đầu tư chưa được phân bổ chi tiết, chủ yếu là do việc chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị giao kế hoạch hàng năm của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương còn thiếu chủ động và chậm trễ. Ngoài ra, còn các nguyên nhân khác như một số dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, trong đó chủ yếu là các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài chưa hoàn thành thủ tục ký hiệp định vay, chưa được ký thỏa thuận vay với nhà tài trợ hoặc đang lấy ý kiến nhà tài trợ để hoàn thiện thủ tục sử dụng vốn dư. Chương trình Điểm tin bất động sản cùng Rich Nguyễn tuần này xin phép được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp và tham gia bình luận xin vui lòng để lại dưới comment. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo vào lúc 19h30 phút thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng của Rich Nguyễn. Nhấn like, chia sẻ, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rich Nguyễn.